Chào các bạn đến với kênh của mình. Chào bạn. Bây giờ con chuẩn bị nhập học rồi. Nghe đồn là chỉ còn mấy ngày nữa thôi là mấy em phải đi đến trường để mà xem lớp. Đó, rồi để biết bạn mới luôn. Ngọc mua gì rồi chưa? Dạ chưa. Chưa mua sách, chưa mua tập gì luôn. Dạ. Rồi chút xíu mua. Em chưa có mua tập sách gì hết trơn á. Em cũng vậy. Em cũng vậy nữa nè. Sách thì em mua rồi, tập thì em chưa mua. Tập sách em mua rồi nhưng mà bút hước em chưa mua. Viên hồi đi mua. Còn chế em mua hết trơn rồi, còn thiếu cái cặp thôi. Nếu mà anh thương á, anh mua cho chế mấy cái quần bơi. Vậy thì trong video này anh sẽ dẫn mấy đứa mua dụng cụ học tập, quần áo đi học. Và thậm chí là anh sẽ gửi cho mấy đứa tiền để đóng học phí hết cả năm học này luôn. Học phí tính buổi sáng buổi chiều một năm là 1 triệu nha. Lúc em học lớp 5 có 1 triệu mấy à, lên lớp 6 á là hơn á nha. Tiền học phí lớp 9 năm nay của em hơi nhiều à, tầm có 2 triệu á. Ước gì năm nay không có học trái buổi, trời, học 2 buổi sáng chiều ghiết nhất cái đầu luôn á. Tối về ăn cơm xong là mệt rồi, không có học được nữa. Thôi không nói lòng vòng nữa, cả team mình đi mua dụng cụ học tập thôi. Đi mua dụng cụ học tập. Giờ bọn mình ghé lại nhà Thiếu Cường bơm bánh xe. Xe bơm đây. Bánh xe cứng rồi Đại ơi. Xe của mấy đứa mình không cần bơm, nó cứng sẵn rồi. Sắp dây xanh các bạn ơi. Chế đi đâu quá là trời nắng dữ lắm nên phải chơi dù. Hiện tại anh Vinh đang rút tiền để đi mua quần áo cho mấy tụi mình nè. Trước mắt rút 20 triệu chứ. Thì mình sẽ mua đồ nha. Mua đồ trước toàn là cấp 2 không à. Này cấp 1 nè. Nè. Anh có hết đây nè. Còn chữ chân. Rồi bé nào thử đồ bước ra ngoài nha. Bạn quay mặt chưa? Không dạ. Quần cột con. Dạ con mặc quần dài. Giờ mình thử quần nha. Quần này còn hơi chật, có quần nào lỏng lỏng ra nữa không vậy? Thử cái quần này coi vừa không? Dạ. Quần nãy chật quá các bạn, mình mặc không có vừa. Rồi thử. Vừa chưa nhá? Rồi vừa các bạn ơi. Rồi gài áo rồi luôn đi. Mình say rồi đấy. Ăn Tony luôn không? Ăn Tony thử không? Dạ ăn Tony thử luôn. Rồi nhét vô. Vừa rồi đó anh nhé ơi. Rồi bây giờ mình sẽ ra bà chủ tính tiền nha. Bà chủ ơi. Con mặc bộ này vô rồi, rồi, rồi con cởi ra đi để ghi tên, kêu rồi cô xếp vô bọc đàng hoàng cho con. Mình đã có đồ đồng phục hết trường rồi, giờ mình sẽ mua quần thể dục nè. Vừa luôn các bạn ơi. Bọn mình đang ngồi chờ hứa đồ, Á Tiên với chị Thảo đang hứa đồ ở chổng rồi. Em thử xong rồi đó, bộ này vừa nè, ra tính tiền nha. Áo này vừa rồi nên mình quyết định lấy bộ này nha các bạn. Thiếu thì hãy lấy nha, chứ mình có dư rồi mình còn lấy nữa thì ở lại rửa chén rồi nợ. Mình quyết định lấy cái quần thể dục này nha. Trời có viền vàng đó nè, trùng với cái áo vàng luôn. Team mình ngồi uống nước và tính tiền. Tính tiền để coi coi 11 thành viên. Rồi. Đây, cho tiền 1.835.000. Đây, đưa 2 triệu thôi. Rồi, em cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn gì? Cảm ơn gì? Đâu, đồ của Đại đâu? Có chữ Đại nè, ở trong này là nãy tôi mua gì đó. Dạ, một cái quần thể dục. Rồi, đủ chưa? Dạ, đủ rồi. Còn Dương? Em có 2 cái áo với một cái quần thể dục. Đủ chưa? Kiểm coi. Thì đủ rồi. Đủ rồi ha, ok. Hôm nay là của mình nha các bạn. Nãy cưng mua diện áo quên dạ, nè. Một bộ sơ mi với cái quần thể dục các bạn. Thành Ngáo tên thật là Trần Hữu Ân nha. Để các bạn biết tên thật của Thành Ngáo nè. Mình đã mua quần áo rồi, tiếp theo là đi mua dụng cụ học tập. Đây, rồi đây lẹ. Đi quen ơi. Đây, bị sức rồi. One hour later. Wow, mấy con gấu bông này đẹp quá hả, dễ thương quá hả. Đúng rồi con bánh bèo, mày vô trong đây mày mua tập hay mua gấu bông vậy? Trời ơi, con gấu bông gì mà dễ thương dữ vậy trời. Tiên ơi Tiên, cái ba lô này đẹp nè. Cái ba lô này đẹp, mình sẽ kêu anh Vinh mua cho mình nha. Rồi đi. Wow, đóng sách luôn kìa. Lớp 7 luôn sao? Lớp 7 hả? Rồi đổ đi, đóng luôn kìa hả? Mình thiếu cái nào ta? Cái này toán nè. Ngữ văn tập 1, tập 2 nhóc đó.
Lớp 9 này mình còn thiếu quyển toán nè, ngữ văn nè, hóa học nè. Chứ tiếng Anh nữa các bạn, học phải thật giỏi để sau này qua Campuchia du học. Tiếng Anh, sao không? Ui trời ơi, ghê quá à. Mày đang có gì vậy Quang? Mày nhìn kìa. Hả? Cái nhà sách này đúng là thế giới của mình rồi. Đọc mấy cái này còn vui hơn chơi game á. Nghĩ Lan thằng này ghê thiệt, ngộ không quýnh ông lại luôn. Mình thì thích coi mấy cái chuyện tranh thần đồng đất diệt này nè, nó hay dữ lắm. Thiếu cái gì lấy nha bầy. Ừ. Mình lấy cái viết bàn tay mèo nha. Rồi đi. Gom đâu ta? Gom anh bả nó. Bút trong ba nữa. Mình còn mua mấy cây bút dạ quang để mà mình đánh dấu những bài học quan trọng mà khi cô dạy á. Mình sẽ lấy cái màu hồng này nha. Mình phải lấy cây viết xó mới được, mình viết chữ sai hoài à. Bộ cô mày cho xài viết xó hả? Tập của mình mà, muốn xài cái gì xài, miễn sao thuộc bài là được rồi. Đúng rồi đó, không hiểu sao cô mình lại cấm xài viết xó. Có nhiều đứa tập nó đẹp nhưng mà nó học dở bẹt hà, cũng như không. Mình quyết định sẽ chọn những cây bút giống này nha. Thôi lấy nhiêu đây được rồi. Nè các bạn, nãy giờ mình mua được nhiêu đây nè. Nãy giờ mình cũng mua được nhiêu đây nè, ba cây viết mực xanh, một cây viết mực đỏ với một cây viết chì. Nãy giờ mình cũng mua được nhiêu đây nè. Bây giờ mình sẽ đi mua tập nha. Lấy xong rồi mình sẽ đi tính tiền. Mua tập rồi thì làm sao mà thiếu giấy kính? Này là giấy kính nè, còn này là giấy nhãn. Trời, mấy cái viết này dễ thương quá à. Mình sẽ lấy mỗi cái một cây. Một cây. Mình cũng lấy một hai cây luôn. Đẹp quá à. Chị bỏ cho mỗi đứa một bịch riêng nha chị. Tới lượt em nè. Để tiền. Đó, coi cái hóa đơn dài sọc luôn. Rồi. Nhìn hóa đơn dài muốn xỉu. Cả team mình đã mua tập sách, dụng cụ học tập, trang thiết bị cần thiết cho cái năm học sắp tới rồi. Giờ team mình sẽ đi ăn trưa. Tôi bụng quá trời rồi. Nhờ anh Vinh mua tập sách mẹ em đỡ tốn tiền. Hợp lý, bữa hổm mới nghe mẹ mình than nè. Bây giờ anh Vinh dắt đi mua tập sách quần áo đầy đủ luôn. Công nhận đi quay phim sướng này các bạn. Mua xe ra đi. Bây giờ đi ăn. Thôi ra hủ tiếu rồi về nha. Đi vô. Ui, đã bột quá. Có đồ dụng cụ học tập nè các bạn, mình không có dám để ở ngoài, sợ mất lắm. Để đây cho yên tâm. Bà chủ, cho một tô hủ tiếu bự nhất. Bài này hay cho con một tô hủ tiếu với hai ly nước cam. Cho ba tô hủ tiếu thật nhiều đậu hũ. Mẹ tao nói ăn nhiều đậu hũ ngu đó con. Tao không biết ngu không nhưng mà tao ăn đậu hũ lớp 6 được hạng nhất đó. Tính tiền gì ơi? Cả team mình đã trở về rồi. Lúc nãy bạn Á Tiên có mua một cái ba lô rất là dễ thương luôn. Mình cho các bạn xem nè. Đó, nó nổi ra luôn. Nhưng mà không nghĩ tới cái giá của nó thì hơi bị chua nha. Là 620 ngàn. Đó, thì không biết bên trong nè ba lô như thế nào ha. Xin mở ra coi thử coi. Ủa? Có gì nè? Sao bên trong còn cái ba lô nhỏ nữa? Dưới cái túi. Hèn chi nó mắc. Trời ơi, phải rồi. 600 mấy phải rồi ơi. Tưởng đâu có một cái này không mắc đúng không? Dạ. Ôi, rồi đồ như thế này đầy đủ hết chưa? Đầy đủ. Coi chừng cầm lộn đồ của đứa khác đó nha. Team mình một tuần ít nhất 2 clip cho các bạn xem nha. Anh Vinh ơi, tiền học phí của Chế năm nay tính làm sao? Quý vị phụ huynh à, em sẽ cho mỗi đứa ở đây là 1,5 triệu. Và mấy đứa nó đi về mà anh chị thấy nó đưa cho anh chị có 500 ngàn thôi á, thì tức là nó đã ép 1 triệu rồi đó nha. Anh chị giúp nó cho em nha. Đây, hiện tại đây 1,5 triệu trước nè. Ba dạ, cảm ơn Vinh. Có học phí nha. Dạ. Cả năm luôn á. Dạ. 1,5 triệu. Cảm ơn Vinh. Cường 1,5 triệu đây. Cảm ơn Vinh. Vũ Thanh 1,5 triệu. Video mình 2-3 ngày á, ra con clip có 10 phút, 12 phút mà. Chẳng có làm mất thời gian của các bạn đâu. Thật đấy, đôi khi các bạn đi vệ sinh thôi. Cái thời gian đi vệ sinh nó còn lâu hơn là một cái clip của mình trong 2-3 ngày đó nữa. Thì thôi, hẹn gặp các bạn những video sau đi. Bye bye. Trời ơi, Vũ Thâm mới nói xong rồi giờ Vũ Thâm bắt luôn. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 90, 95, 100, 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 100
Chủ Thanh, mày mà biết tao ở đây suốt đời này, tao kêu mày bằng cha luôn.